Quý vị thân mến, có một thực tế cho thấy rằng thực phẩm bổ sung vào cơ thể quyết định rất nhiều tới sức khỏe và cân nặng của bạn. Những loại thức ăn khiến cho bạn phát tướng rất nhanh dù chỉ bổ sung một lượng nhỏ. Tuy nhiên thì cũng có những thực phẩm cho dù bạn tiêu thụ một lượng lớn thì cơ thể vẫn mi nhon như chúng ta mong muốn. Đặc điểm của dạng này là chứa rất ít năng lượng. Chúng có thể hỗ trợ người dùng kiểm soát được cân nặng rất tốt. Vì thế với 7 loại thực phẩm sau đây thì bạn không cần phải thực hiện một chế độ ăn kiêng quá hà khắc. Bạn có thể ăn chúng một cách thả ga mà không bị lo sẽ tăng cân. 7 loại thực phẩm đó là gì? Chúng ta hãy cùng theo dõi qua video sau quý vị nhé. Top 7 món ăn càng ăn càng gầy. Thứ nhất, gạo lứt. Nằm trong danh sách các thực phẩm vàng để giảm cân an toàn, gạo lứt được xem là bí quyết giảm cân hoàn hảo của rất nhiều người. Không như gạo trắng bình thường có chứa nhiều tinh bột, gạo lứt giàu chất dinh dưỡng hơn, nhưng giàu chất xơ giúp mang lại cảm giác no sau bữa ăn, vì vậy bạn sẽ không lo lắng tăng cân vì ăn quá nhiều. Thứ hai, khoai lang. Khoai lang có hàm lượng tinh bột thấp. Trong một củ khoai lang chỉ chứa có 10% trong số gần 2.000 lượng calo mà cơ thể cần phải nạp vào mỗi ngày. Lượng tinh bột của khoai lang chỉ rơi vào 4 gram, bằng 1 phần 3 so với khoai tây và 1 phần 2 so với một chén cơm. Khoai lang có tác dụng giảm cân là nhờ hàm lượng chất xơ dồi dào và lượng nước cao gấp 2 lần các thực phẩm khác, dẫn đến dạ dày của bạn sẽ có cảm giác nhanh no, làm hạn chế khẩu phần ăn. Ngoài ra, khoai lang còn chứa một chất rất khó bị phân hủy trong dung môi hữu cơ, tạo cho bạn cảm giác no lâu, cơn đói của bạn sẽ đến chậm hơn bình thường. Thứ ba, cà chua. Bạn muốn giảm béo mà vẫn duy trì được làn da căng mịn, hãy ăn nhiều cà chua. Chúng sẽ giúp bạn đạt được điều đó. Hàm lượng lycopene lớn trong cà chua có tác dụng bảo vệ tim mạch, làm giảm các cơn đau tim. Ngoài ra, chất axit nicotine trong đó còn duy trì sự tiết dịch bình thường của dạ dày và thúc đẩy sự hình thành của các tế bào máu, giúp duy trì tính đàn hồi của thành mạch máu và bảo vệ làn da. Nên tìm mua loại cà chua chín tự nhiên sẽ không có chất hóa học và hàm lượng dinh dưỡng cũng cao hơn, thơm ngon hơn. Thứ tư, bí đao. Bất kể là bạn đang theo phương pháp giảm béo nào thì chắc chắn bạn sẽ luôn cảm thấy da mặt vàng đi, da nhão hơn. Ăn nhiều bí đao sẽ giúp bạn cải thiện được tình trạng ấy. Bí là loại thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng như vitamin C, đường gluco và hàm lượng canxi cũng rất lớn. Hơn nữa, bí còn chứa nhiều nước, có tác dụng giữ ẩm cho da. Tuy nhiên, bạn cần chú ý không nên ăn sống bí đao. Khi nấu cũng không nấu quá chín vì dễ mất đi vi chất. Ngoài ra thì bí đao có tính hàn. Người bệnh dạ dày nên ăn ít hoặc thận trọng khi ăn. Thứ năm, rau sống. Rau sống là một loại rau bổ sung cho cơ thể một lượng lớn cellulose, chất mà những người có mong muốn giảm cân rất cần. Trong đó, lượng cellulose trong rau xà lách, rau diếp, rau salad cao hơn rất nhiều so với các loại rau củ phổ biến khác. Khi bạn ăn chúng vào cơ thể, chúng sẽ làm hạn chế sự hình thành và nhanh chóng làm tiêu mỡ. Đối với những người thích và thường xuyên ăn thịt thì hàm lượng chất cellulose trong rau sống này lại rất có ích, giúp bổ sung chất xơ cho cơ thể. Theo nghiên cứu thì trong 100g rau sống có chứa 1,52g chất xơ. Để thay đổi khẩu vị trong mỗi bữa ăn, ngoài việc dùng rau sống là salad thì bạn cũng có thể ăn trực tiếp hoặc ăn kèm với những đồ ăn như bánh tráng cuốn, chả giò, nem cuốn hay những đồ ăn mà bạn yêu thích. Thứ 6, thịt nạc đỏ. Thịt bò và thịt lợn là những loại thịt đỏ tốt nhất cho cơ thể bạn, cung cấp nhiều sắt, folate, vitamin B12 và các axit béo có lợi cho quá trình tiêu mỡ. Khi đi chợ, hãy chọn mua những miếng thịt nạc, lọc bỏ những phần mỡ dễ thấy để không gây thừa cân. Thịt nạc đỏ nên được nấu vừa chín tới để giữ được tối đa hàm lượng axit amin. Thứ 7, cá hồi. Để thoát khỏi cảm giác mệt mỏi triền miên vì thiếu protein khi nhịn ăn giảm béo, bạn có thể chọn cá hồi để tầm bổ mà không sợ bị lên cân. Vì cá hồi có hàm lượng chất dinh dưỡng cao mà lượng calo lại thấp. Trong 100g cá hồi có tới 22,3g protein và nhiều vitamin, canxi, sắt, kẽm, magie, phospho cùng các chất béo không bão hòa khác. Ngoài ra nó còn chứa lượng lớn omega 3. Trong mỗi 100g cá hồi có 27g. Nếu có điều kiện, mỗi tuần bạn nên ăn từ 2 đến 3 lần cá hồi là lý tưởng nhất. Và nếu như không có điều kiện, bạn có thể nấu canh hoặc cháo bằng đầu cá hồi cũng rất ngon mà bổ. Vâng, thưa quý vị, thực hiện những thay đổi nhỏ trong thói quen hàng ngày có thể giúp cho bạn giảm cân, giữ dáng một cách hiệu quả. Chắc chắn sẽ giúp bạn đạt được những kết quả ngoài sức mong đợi.